Tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có buổi làm việc với nguyên lãnh đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ về khảo sát vị trí đặt bia tưởng niệm tiểu đoàn bộ binh 445. Về việc xây dựng nhà bia tưởng niệm tiểu đoàn 445 được trang trọng và đảm bảo đúng quy định, pháp lệnh của nhà nước, các đại biểu đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan cần tiến hành khảo sát kỹ lưỡng làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo tỉnh để việc xây dựng bia tưởng niệm sớm hoàn thành, cũng như xứng tầm với những công lao, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 445. Sau khi nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo về công tác khảo sát vị trí, phương án thiết kế, các đại biểu cũng đã đồng thuận với phương án đặt bia tưởng niệm tại khu di tích lịch sử địa đạo xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, nơi tiểu đoàn 445 chiến đấu và đóng quân. Xây dựng nhà bia tưởng niệm tiểu đoàn 445 là một việc làm ý nghĩa nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, cũng như truyền thống gắn bó nghĩa tình của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việc xây dựng bia tưởng niệm tiểu đoàn 445 còn tạo điểm đến cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, các em học sinh, sinh viên Bà Rịa Vũng Tàu tìm đến học tập, nghiên cứu lịch sử của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, tiểu đoàn 445 anh hùng nói riêng.